Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài VTV Houston 55.2. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Đẹp với đời cùng với Thiên Trang và bác sĩ Vũ Bang. Trước hết thì Thiên Trang xin kính chào bác sĩ Vũ Bang. Vâng, chào Thiên Trang và chúng tôi là bác sĩ Vũ Bang xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của Đài VTV Houston 55.2. Dạ vâng, lâu quá rồi Thiên Trang mới trở lại với chương trình ngày hôm nay. Không biết là bác sĩ Thiên Trang thấy thì bác sĩ vẫn còn đẹp với đời lắm. Bác sĩ có khỏe không ạ? À? Vâng, rất khỏe. Thế còn Thiên Trang sao? Thiên Trang bận gì mà một hai tháng nay không làm một chương trình nào hết cả? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa bác sĩ, tại Trang nghĩ cái mùa holiday đó là không cần cái lời cố vấn thì quý vị nào cũng chắc chắn là rất là vui, rất là tươi. Thành ra những cái kiến thức mà bác sĩ đã chuyển tải cho Thiên Trang cũng như quý vị thì Thiên Trang mong là có một cái khoảng thời gian để mình phải absorb, mình phải thấm vô rồi mình phải áp dụng nữa để coi là bác sĩ nhìn coi là cái lời khuyên bác sĩ nó có hiệu nghiệm hay không, phải không? Thưa quý vị và thưa bác sĩ, ngày hôm nay Thiên Trang có một cái câu hỏi rất là ức, đó là nhiều khi trên cái cơ thể của mình nó có những cái chỗ mà nó dư không cần thiết, còn những cái chỗ mà nó thiếu mình cần thì nó lại thiếu. Thì bác sĩ là một người bác sĩ về vấn đề là sắc đẹp, bác sĩ có lời có cái nhận xét chung như thế nào không thưa bác sĩ? Vâng, thì Thiên Trang hôm nay đề cập tới một vấn đề hơi mới một chút trong khoa giải phẫu thẩm mỹ, là chúng ta có thể lấy được những chỗ mỡ thừa trong cơ thể để chúng ta có một cái thân hình nó đẹp hơn. Thiên Trang biết rằng từ xưa đến nay thì người ta dùng giải phẫu để người ta lấy những cái chỗ mỡ thừa trong cơ thể, nhưng với cái sự tiến triển của khoa học thì người ta có thể lấy được chỗ mỡ thừa trong cơ thể mà không cần phải giải phẫu. Cái đặc điểm là sau khi giải phẫu hay là cái phẫu thuật đó thì những vết sẹo rất nhỏ mà đôi khi không còn nhìn thấy nữa. Dạ vâng. Nhưng mà trước khi mình đi vô chi tiết về vấn đề hút mỡ đó, Thiên Trang vẫn thắc mắc là tại sao mà mỡ nó đóng những cái chỗ. Có phải tại vì mình ăn mỡ nên nó thành mỡ trong người mình không thưa bác sĩ? Vâng, thưa, có nhiều nguyên do, tuy nhiên nguyên do chính là di truyền. Vì chúng ta thấy rằng có những người bố mẹ mà mập thì con cũng mập. Thì cái di truyền là cái nguyên nhân chính. Tuy nhiên với sự ăn uống mà không có điều độ, hoặc là chúng ta không có một cái chừng mực, chúng ta vẫn có thể có những cái chỗ mà tụ mỡ trong cơ thể. Như vậy mình nói về hút mỡ nhưng mà Thiên Trang cũng không có hình dung được hút mỡ là gì thưa bác sĩ. Thưa, hút mỡ là người ta dùng cái một phương pháp tương đối mới xuất hiện gần đây để lấy những cái chỗ mỡ thừa trong cơ thể mà trước đây chúng ta không có thể lấy được bằng thể dục, thể thao hoặc là dùng diet. Vâng, thế tức là Thiên Trang có biết rằng những cái bộ phận nào trong cơ thể mà có những mỡ thừa không? Cái này Trang chắc kinh nghiệm lắm. Vâng. Dạ vâng, thường thường Trang thấy nhất là cái hai bên hông của mình nè, rồi cái bụng của mình, nhất là mình ngồi lâu, rồi cái phần đùi của mình nó cũng rất là nhiều mỡ, hoặc là cái bắp vế ở trên hoặc cái bắp vế ở dưới nó cũng nhiều mỡ. Nhiều chị em phụ nữ thì bị cái cánh tay cái mỡ nó rất là to, hoặc là ở phía sau lưng nữa, thành ra khi mà mình mặc áo hở lưng thì nó không có đẹp, tại vì nó cái cánh lưng của mình nó bự quá. Như vậy thì hút mỡ cũng giống như những lần trước Trang hay hỏi bác sĩ á, nó đau không bác sĩ? Thì cái hút mỡ thì thường thường không có đau. Yeah. Chúng ta có thể làm bằng một phương pháp mà gọi là gây tê, tức là chúng ta cho bệnh nhân ngủ không phải tỉnh, tuy nhiên là không có đau. Hoặc là chúng ta, nếu bệnh nhân sợ quá thì chúng ta cho mê luôn, cho mê luôn. Chàng nghĩ chàng mà hút chắc cũng phải mê luôn. Như vậy hút mỡ là major hay là minor surgery thưa bác sĩ? Cũng cho là major, là vì chúng ta thường thường người ta gây mê để bác sĩ làm một cái dễ dàng hơn và có thể làm nhanh chóng hơn. Vì cái phẫu thuật này nó cũng kéo dài ít nhất là 1 giờ hay là 2 giờ đồng hồ. Dạ vâng. Tùy theo là những phần nào trong cơ thể mà chúng ta muốn lấy cái mỡ thừa đi. Dạ vâng. Mình có được giới hạn, mình có phải bị giới hạn hay là mình có thể nói là tôi muốn hút hết những cái chỗ cần hút được không thưa bác sĩ? Vâng, có giới hạn. Thưa Trang nói một cái điều rất quan trọng là người ta thường thường đó, nếu mà làm ở văn phòng thì người ta giới hạn với là 750 phân khối. Nếu mà nhà thương
thì người ta giới hạn là vào khoảng độ 4 lít, tức là 4.000 phân khối. Tất nhiên là có thể làm nhiều hơn, tuy nhiên làm nhiều hơn có thể là nguy hiểm đến tính mệnh của người bệnh nhân. Dạ vâng, khi bác sĩ nói tới bác sĩ nói 4 lít mỡ, con hình dung con thấy cũng hơi ghê quá. Nhưng mà khi bác sĩ nói về vấn đề mà cái nguy hiểm đó thì như vậy cái hút mỡ nó có nguy hiểm, quan những cái side effect của hút mỡ là như thế nào không thưa bác sĩ? Cái hút mỡ thì tương đối là an toàn, bởi vì không có chảy máu nhiều và cái thời gian bình phục cũng nhanh, và những cái vết mà chúng ta mổ để chúng ta đưa một cái ống vào để hút mỡ thì nó rất nhỏ, với thời gian thì đôi khi không có nhìn thấy vết sẹo nữa. Dạ vâng. Thì cái phương pháp này rất thịnh hành với bà cô. Dạ vâng. Như vậy có những cái bước chuẩn bị nào, thí dụ như là một người bệnh nhân có mở những cái chỗ mà họ muốn rút ra trước khi mà chính thức mà bác sĩ đưa lên bàn để hút đó, thì họ có những cái sự chuẩn bị gì, có phải ăn diet hoặc là có phải uống nước hay là như thế nào không thưa bác sĩ? Vâng, thì việc đầu tiên như là trong bất cứ một một cái phẫu thuật nào thì bệnh nhân phải đến làm consultation với bác sĩ để bác sĩ biết rằng bệnh nhân sự mà tăng trọng lượng của bệnh nhân đó, nó là Nguyên nhân nào? nguyên nhân, không phải nó là trong bao nhiêu lâu, có từ lâu rồi hay là mới có, và bệnh nhân có bệnh gì không Dạ. là quan trọng, là vì có những bệnh mà bác sĩ không làm hoặc là hoãn lại cuộc giải phẫu, Dạ. hoặc là bệnh nhân hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc là thì bác sĩ nói rằng anh phải ngưng hút thuốc lá ít nhất là trong vòng 1 tháng rồi, hoặc là bệnh nhân uống aspirin. Aspirin là cái thuốc rất thông dụng mà người ta hay dùng, nhưng mà nếu mà không có ngưng trước khi giải phẫu ít nhất là 10 ngày, 15 ngày thì có thể gây ra chảy máu. Còn một cái thuốc nữa là thường thường những cái người mà họ dùng những cái thuốc gọi là để loãng máu, trường hợp những người mà có ví dụ như là chảy máu trong não chẳng hạn thì bác sĩ thường cho một cái thuốc để cho máu nó không có đông, à không, máu máu để nó thành ra, bác sĩ phải biết những cái điều đó trước khi mà quyết định sẽ làm cuộc giải phẫu. Như vậy những cái người bệnh nhân như thế nào thì sẽ thích hợp cho đi hút mỡ thưa bác sĩ? Vâng, Kim Trang nói câu này rất hay, là có những người bệnh nhân lý tưởng và có những người mà bệnh nhân thì không được lý tưởng cho lắm. Lý tưởng là gì? Là một cái người có một cái trọng lượng tương đối bình thường nhưng mà có những cái chỗ tụ mỡ ở những cái nơi mà không thích hợp, ví dụ như ở bụng chẳng hạn, ở đùi chẳng hạn, ở cánh tay chẳng hạn, ở dưới cằm chẳng hạn, hay là ở cánh tay, Đúng rồi. thì những cái đó là không thích hợp, thì chúng ta có thể làm được cái hút mỡ đó một cách, chúng ta cũng phải xem rằng cái tất cả những cái nơi nào mà chúng ta muốn làm. Dạ vâng. Vậy thì trước khi mà chúng ta làm thì sau khi mà nói chuyện với bác sĩ thì bác sĩ sẽ thảo luận với cái bệnh nhân để xem là chỗ nào chúng ta sẽ làm cái cuộc hút mỡ đó. Dạ vâng. Thì cái việc trước khi làm bác sĩ phải dùng một cái bút để vẽ những cái chỗ nào mà chúng ta sẽ được hút. Quý vị nhìn trên màn hình sẽ thấy rằng bác sĩ sẽ vẽ lên trên người của bệnh nhân những cái chỗ nào mà sẽ làm cái việc hút mỡ. Thì như quý vị thấy có thể hút mỡ ở đâu, ở bụng, ở đùi, ở hông, ở cánh tay, ở dưới cằm, đây là những nơi mà hút, thì bác sĩ phải đánh dấu những chỗ đó để biết là chỗ nào chúng ta sẽ hút, và chỗ nào có nhiều mỡ, chỗ nào có ít mỡ. Dạ vâng. Sau khi mà mình vẽ xong đó bác sĩ, thì hút là mình lấy cái kia mình rút nó ra hay là vâng những cái dụng cụ nào thưa bác sĩ? vâng thì Kim Trang nói đúng lắm. Thứ nhất là có một cái máy hút, một cái máy hút này nó mạnh hơn là cái máy hút mà chúng ta dùng để hút hút Không bụi. bụi trong nhà, nó mạnh rất nhiều, rất mạnh thì chúng ta mới có thể hút được mỡ. Tuy Wow. nhiên tôi sẽ nói về sau, tại vì nếu mà chúng ta hút mà những cái mỡ mà nó đặc chẳng hạn thì cái sự hút mỡ rất khó, Dạ vâng. nhưng mà nếu mà chúng ta cho vào đó một cái dung dịch muối cộng với thuốc tê để cho nó làm lỏng những cái chỗ mỡ chúng ta hút thì cái việc hút nó dễ dàng hơn. Nói tóm lại là dụng cụ thường thường chính là gì, có một cái máy hút mỡ rất mạnh và đồng thời có một cái ống nó gọi là cannula, có nhiều size lắm, size có thể từ 7 ly cho tới 3 ly 4 ly để hút những mỡ ra. Thì Thiên Trang cho rằng khi bệnh nhân mà được ngủ rồi thì cái chuyện này làm nó
tương đối dễ dàng chứ không khó khăn, vì chúng ta không phải là một mổ xẻ lớn mà chúng ta chỉ mổ một cái vết sẹo vào khoảng độ 4 ly và chúng ta cho một cái ống vào, mà trong khi đó thì cái nơi mà chúng ta hút mỡ đã được sửa soạn bằng cách thì chúng ta cho vào đó một cái dung dịch gồm có nước muối và có thuốc tê và một chất bica để cho bớt đau Dạ vâng. trong một thời gian từ 20 phút đến 30 phút. Như thế là cái lượng mỡ ở trong người hay cái chỗ nào mà chúng ta hút đã được sửa soạn thì cái sự hút nó tương đối dễ dàng hơn, chứ Dạ không vâng. phải là ngày xưa thì cách đây lúc đầu tiên mà làm cái hút mỡ thì người ta hút khô. Hút khô là gì? Tức là người ta không có dùng một cái dung dịch để cho vào những nơi hút mỡ để người ta hút. Cái việc hút khô như này rất không phải là đau, tuy nhiên là bệnh nhân không biết gì, tuy nhiên là rất lấy ra rất nhiều máu, Dạ vâng. có thể lấy đến 40% cái máu hút ra, thì người ta thấy cái điều đó rất nguy hiểm. Và thứ hai nữa là bệnh nhân sau khi mà hút ra có thể bị bầm rất lâu. Dạ vâng. Với phương pháp mới hút mỡ gọi là hút mỡ ướt, wet wet, thì người ta cho đó một cái dung dịch có thể từ 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, tùy theo cái lượng mỡ người ta rút ra thì người ta cho vào. Thì sau một thời gian độ 20 phút thì khi người ta rút, người ta dùng cái, người ta cho cái ống vào thì hút ra rất là dễ dàng.